À, xin thái chào các bạn. Đây là bùng binh Hồ Le xưa bạn. Người ta mới cải tạo lại cái trụ ở giữa bùng binh này. Thay cái trụ cũ làm trụ mới bạn. Gần như Quy Nhơn bữa nay là mấy cái bùng binh là người ta làm những cái dạng trụ như vậy. Cái đây là cái chỗ mà hôm trước cái xe tải nó cua ngay cái bùng binh này bạn. Ở trên đường quốc lộ 1D đi qua đường Tây Sơn này bạn. Rồi ngã xuống ngay vị trí đây, ngày nó đè chết mấy người. Đó là cái ngày cái bùng binh này bạn. Thì hôm nay mình bắt đầu từ đây các bạn. Ở trước cái Big C này, bây giờ là siêu thị Go nè. Trung tâm mua sắm là Kim Cúc nè. Giờ mình sẽ đi lên cái đường quốc lộ 1D nha bạn. Mình đi lên về phía Quy Hòa, về cái Trại Phong Quy Hòa bạn. Mình đi đường này cũng được. Thì sở dĩ hôm nay mình đi đường đây là vì mình muốn phân biệt ở đây nó có mấy cái địa danh, không phải địa danh, mấy cái tên các cái đèo dốc các bạn. Nó hơi mình thấy nó trùng lập. Ví dụ như ở đây nè, cái đường quốc lộ 1D đây, cái đoạn từ đây đi lên cái đầu, cái đoạn đầu trên cái đỉnh mà để đi xuống Trại Phong Quy Hòa, thì ở đây người ta cũng có treo một cái bảng đề chữ là Quy Hòa. Mà để mình lên mình coi lại là dốc hay là đèo các bạn. Bây giờ ý hôm nay mình muốn phân biệt giữa cái dốc và cái đèo các bạn. Thì theo mình hồi xưa là cái đèo Quy Hòa là cái đèo mà xuất phát từ trên trước cái cổng khu du lịch các bạn, đi vào Quy Hòa. Thì hồi xưa cái đường này đâu có, đường quốc lộ 1D chưa có bạn. Thì ở trong đó người ta đã gọi là đèo đó, đi Quy Hòa gọi là đèo Quy Hòa rồi, mặc định hồi trước giờ rồi. Nhưng mà sau này mình đi cái đường quốc lộ 1D mình thấy đây cũng có một cái bảng bạn. Thì theo mình là cái đường đây là con đường cũng lên tới trên cái đỉnh cái chỗ mà đi xuống Trại Phong Quy Hòa bạn. Nhưng mà theo mình thì chỗ đây gọi là cái dốc chứ không phải cái đèo. Thì phân biệt giữa dốc và đèo thì nó cũng hơi khó bạn. Đèo thì thường thường là có lên có xuống, một đầu lên một đầu xuống đó, thường thường là lên đèo xuống đèo, tức là nói chung từ chỗ cao thấp lên chỗ cao rồi xuống lại phía bên kia. Rồi thường đèo thì là đường đi nó quanh co, nó không có phải là đi thẳng một hướng đó, mà thường là đường đèo là thường là nó quanh co. Mình đang dùng DJI Mini Mic nha bạn. Mic Mini á, DJI Mic Mini mới ra được khoảng tuần nửa tháng gì đó. Coi thử luôn cái âm thanh tiếng ồn trên đường này coi luôn. Mình để chế độ tự động rồi bạn. Thì cái đường này nó cũng quanh co, nhưng mà thì theo mình là gọi là đường dốc chứ không phải là đường đèo. Còn cái đường đèo Quy Hòa là cái đường ở trong kia, đường quanh co ở trong kia mới là đường đèo. Còn cái chỗ đây thì cái đoạn quốc lộ 1D đây thì mình đúng là mình nên gọi là dốc thì hay hơn. Tại vì cái đây á, thì nó cũng đi lên tới cái chỗ ngã ba tiếp giáp với cái đường đèo Quy Hòa phía bên kia bạn. Mà cái đường này có sau đó, cái đường bên kia là có trước. Như vậy thì giống như bản quyền các bạn, thì ai ra trước thì người đó có bản quyền. Tại sao là mình không hiểu tại sao là đặt chỗ đây là cái tên Quy Hòa luôn này. Để tí mình lên mình coi là đèo hay là dốc, lâu quá mình cũng không nhớ. Rồi tí nữa mình sẽ đi qua cái đèo Quy Hòa các bạn, đèo Quy Hòa xưa. Rồi còn một cái nữa là cái dốc Mộng Cầm chứ không phải là đèo các bạn. Mộng Cầm tức là cái dốc mà đi vào bộ hành Mộng Tử là dốc Mộng Cầm. Thì ở đây là có ba cái các bạn.
dốc Quy Hòa, đèo Quy Hòa và dốc Mộng Cầm. Đúng rồi. Đây 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 bạn, đây các bạn đây. À đúng rồi, dốc. Vậy là đúng rồi bạn, theo ý mình nói là đúng rồi. Chứ đây không phải gọi là đèo được, chỗ đây là dốc mà. Đây này, dốc Quy Hòa. Như vậy là bữa trước mình phán đoán cũng đúng. Cái đường đây gọi là dốc đó, nó phân biệt cái chỗ dốc với đèo, nó cũng hai cái lĩnh vực này nói chung cũng khó phân biệt, thì nó cũng giống giống đường đèo nhưng mà không phải là đèo các bạn, đây là dốc. Rồi, hôm nay mình đi ba cái đây này, dốc Quy Hòa, đèo Quy Hòa và dốc Mộng Cầm, tổng kết ba cái lại thành một video xem cho vui các bạn. Mình đi tầm này là 2 giờ chiều đó các bạn, mà xe cộ trên cái đường quốc lộ 1D này thấy cũng mật độ thấy cũng khá dày. Cái mic của mình đeo là mình giấu vào trong áo các bạn, nó có cái 500. Mình để cái 500 bên ngoài là nó giữ cái mic micro nằm trong áo. Mic này nó rất nhỏ gọn ạ. Với là nó trong áo thì được cái là gì, lỡ mà nó có ví dụ như là va chạm gì rơi rớt thì nó cũng rơi rớt trong áo, tại mình mặc áo thun. Mà áo thun là mình bỏ trong quần cho nên là ví dụ nó có rớt thì cũng rớt ở trong người mình. Chỉ có rớt thì rớt quần trong thôi, mà khó rớt lắm rồi. Nó hít quá mạnh. Đây là cái đoạn mà ngã ba mà dưới đèo Quy Hòa đi lên mà. Phía bên đây là đèo này. Tí nữa là mình sẽ đi xuống cái đó mà, đi xuống cái dốc Mộng Cầm, đi tới cái dốc Mộng Cầm. Bây giờ mình đi cái đoạn mà đi vào Trại Phong Quy Hòa. Thì một cái phần bên này á là đi vào Trại Phong Quy Hòa mà. Còn đường bên kia là đi xuống, còn bên kia là đi xuống cái cổng khu du lịch. Đó, bây giờ mình đi cho hết cái đoạn này, bây giờ mình đi xuống đoạn vào Trại Phong Quy Hòa. Với là hôm nay là mình mục đích mình đi là vì cũng có cháu nó yêu cầu, nó kêu là chú vô quay lại trong cái khu vực hai Gành Ráng này thôi mà. Thì trước đây mình cũng thấy trong này người ta cũng đã mở đường rồi giải tỏa nhà, mình có quay video rồi. Thì nói cháu là thấy chưa thấy thay đổi gì, nhưng mà cháu nói kệ, quay lại cập nhật mới cho cháu nó biết. Thì bây giờ mình sẵn để mình nói đèo dốc để mình đi luôn. Cái đoạn ở đây với cái đoạn bên kia mình thấy cũng ngang ngang nhau bạn. Nó cứ chạy vòng vòng quanh cái núi Xuân Vân này. Hồi xưa là cái đường đèo đây là quanh núi Xuân Vân. Mà hồi xưa nó nhỏ bạn, chắc mình nghĩ hồi xưa nó một nửa ở đây bạn. Bây giờ là mở rộng lần lần và phía bên cái phía mà đi từ ngã ba đi xuống bên cổng du lịch á, thì cái đoạn đó người ta đang làm mương thoát nước với là mở rộng cái đèo bạn. Hôm trước mình cập nhật hình ảnh rồi, tí nữa mình đi xuống luôn, quay lại coi bữa nay người ta làm thêm được đoạn nào không, cũng mới đây thôi. Thì mình tới cái chỗ đầu đây mình đứng lại các bạn xem đâu rồi. À cái đầu trên kia bạn, chứ không phải dưới này, dưới đây là dưới thấp rồi. À thì chưa tới rồi. Như cái đoạn đây bị khuất rồi. Tức là thấy cái đường mở từ cái trung tâm khoa học đi ra chỗ cái hẻm núi đây mà. Bây giờ đây thì như cây nó lấp rồi, bữa trước là như tháng 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 nhìn được thấy. Giờ cây nó ung tùm rồi. Đây xuống bắt đầu là vào Trại Phong Quy Hòa các bạn. Đây là rẽ trái là vào Trại Phong Quy Hòa này. Rồi mình đi thẳng đây là vô cái khu dân cư với phố, vô cái chợ, coi thử cái chợ
người ta đã dời chưa, chứ cái chợ này lâu nay cũng chưa thấy dời. Và cái đường người ta làm lưng chừng tới đây thấy giống như là công trình dừng lại bạn. Kệ mình đi quay cho cháu nó coi luôn. Đây mình đi đường đây cũng được. Bây giờ mình đi đường đây cũng được bạn. Đường đây là cái đường trong xóm. Đây, cái đường bên kia người ta làm lưng chừng đang còn ngổn ngang kia, người ta cũng còn để chưa hết. Bật liệu cũng còn để kia. Mình không hiểu tại sao thấy người ta dừng rồi đó. Mình đi tầm 2 giờ chiều. Giờ này chắc cũng có vắng, người ta ngủ. Nhiều người ngủ trưa chưa dậy. Em đi tới chợ nè. Kệ, để clip đoạn đường này các bạn xem biết cập nhật cái khu dân cư đây. Trước đây mình cũng có quay rồi, nhưng mà bữa nay mình quay lại thử có gì khác không. Đây rẽ trái nè bạn, rẽ phải là vô xóm nhà, còn rẽ trái là vô chợ. Đây rẽ phải là vô đường hẻm nhỏ vô mấy cái xóm nhà. Giờ mình rẽ trái đi qua chợ. Đường này mình đi cũng quen thuộc rồi. Đây người ta giải tỏa một số nhà đây bạn. À bữa nay người ta mới có bắt đầu khởi động lại nè. À thấy xe bắt đầu, xe múc bắt đầu hoạt động lại này. Bắt đầu người ta chắc đổ đất đắp lên đường này. À mấy bữa thấy im ắng, bữa nay làm lại. À người ta đào một cái mương như rộng dữ mà. Ồ, đào múc cái mương gì rộng lắm, không biết là làm gì đây. À cho nên là cháu nó kêu lên cập nhật để mình lại đầu kia mình coi. Ở đây mình chưa biết người ta làm gì đây. Bên kia thấy sỏi, đá dăm, còn bên đây đá lớn. Ở đây chợ đây mà vẫn còn này. Đi mình chạy vào trong trong đây một đoạn thử coi là trong đây có giải tỏa thêm gì không. Phía trong đây người ta cũng giải tỏa này mà. Mấy cái đây giải tỏa lâu rồi nè. Không biết là cái khu mà để người ta ra cái khu dân cư mới ngoài kia mà. Người ta chắc là phân ra ngoài khu dân cư mới ở phía ngoài mình đi vào đó. Bữa nay ngoài nó xây dựng nhiều lắm. Chắc là trong này thì di dời ra đó. Đây là một số nhà rồi đây. Cái đây cũng lâu rồi bạn, cũng cả tháng hơn một hai tháng gì rồi. Mình đã quay rồi. Vô đây có chùa Hòa Đồng. Ngay góc rồi. Đây, chùa Hòa Đồng. Chùa vẫn còn đây. À cái khu đây giải tỏa này, nhà đây hôm trước mình vô là chưa giải tỏa, bây giờ giải tỏa rồi. Hôm trước là vô còn cái nhà đây, bây giờ cái nhà đây đi rồi. À cái đường ta mở tới đây này. Em đi lên một đoạn. Giờ này như là họ nghỉ. Ồ vậy người ta làm cũng lâu, thấy đất mưa nó xuống nó dồn cứng, đất cứng. À như vậy thì họ cũng đã khởi động lại cái đoạn đường đây. Người ta đắp thêm nữa bạn, đắp cao lên. Rồi. Ở đây là khúc nhà trong đây thì chưa thấy động tĩnh, còn phía này giải tỏa hết rồi. Hôm trước mình đi vô mấy lần mà mình thấy như cũ, mình tưởng là chắc là dừng thi công. Bữa nay vô thì thấy có thay đổi.
Còn cái chợ thì chưa thấy di dời mà. Cái chợ nghe nói di dời đó ra cái chỗ khu dân cư đó luôn á. Khu dân cư đó hôm trước mình mới quay các bạn xem là người ta đã xây dựng nhiều. Phía bên đây đất, cái đây nhà đây cũng giải tỏa. Cái đây thì nằm ngoài đường, nhưng mà nó nằm trong cái hành lang, chắc nó cũng giải tỏa luôn. Chắc cái khu đây người ta giải tỏa hết luôn. Thì qua đây coi thử. Bên đây họ có giải tỏa gì không? Cái nhà đây thì còn. Đây là nhà ta vẫn còn. Thôi mình đi ra lại. Giờ mình đi ra lại các bạn. Đi ra lại rồi mình chạy vòng vòng cái khúc khu dân cư mới thử. Nói chung là mình đi cập nhật là chính. Chứ hôm trước mình đã quay rồi. Giờ cập nhật coi thử có thêm gì mới không. Rồi mình sẽ đi về cái đèo Cửa Hòa. Rồi lên dốc Mồng Cầm. Đó. Dốc Cửa Hòa, đèo Cửa Hòa, dốc Mồng Cầm. Hai cái dốc, một cái đèo. Cái đây người ta bán sớm mà. Cái chợ đây người ta bán 5-6 giờ sáng. Tới giờ đây, giờ mấy bữa mình vào tầm 7 giờ là người ta đã tan chợ. Trụ xe công trình mấy nay chạy nè, cho nên là đường này giờ đất đai nó rời bãi, đường nó vàng hết rồi. Đây mình chạy vô khu dân cư đây, không biết cái chợ sẽ giờ đi đâu mình không rõ. Ồ, bên đây nhà san sát hết rồi. Đó, thành một cái khu dân cư kín hết rồi. Mình chạy lên cái cổng tại Phong Quý Hoa nha bạn. Đây tại Phong Quý Hoa và tường. Đây cái khu dân cư người ta xây. Ô, bữa nay gần như kín hết rồi bạn ơi. Gần như không thấy trống nữa rồi. Đây trại Phong Quy Hòa. Bây giờ mình chạy về lại cổng khu du lịch nha bạn. Đó, nói chung cập nhật số hình ảnh ở trong khu vực. Đây là khu vực 2 Gành Ráng. Khu vực 1 là ở Bãi Xếp. Xếp đường quốc lộ 1D á, đi vào khá xa. Mà cũng nó cũng thuộc Gành Ráng. Giờ mình lên đèo. Thì trước đây mình có nghe nói về cái dự án cái hầm của cái khe núi Xuân Vân này bạn. Hầm qua núi Xuân Vân, tức là vào cái khu vực Hai Gành Ráng đây là người ta sẽ dự tính là mở đường, mở cái hầm, đào cái hầm băng qua cái giữa khe núi Xuân Vân và Vũng Chua này bạn. Thì cái hầm này tính ra nó cũng ngắn thôi. Nhưng mà không biết là có triển khai tiếp hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà cái con đường đó là hướng ra ngay cái góc núi này mà. Rồi cái phía bên kia thì thấy vừa cách đây mấy tháng thì người ta cũng vạt hết, chặt hết cây
cây cối rồi người ta làm, nói chung người ta dọn phát quang cái đoạn bên kia. Mình tưởng là chắc sắp triển khai làm hầm, nhưng mà tôi thấy là im im ắng. Cái đoạn đây là cái đoạn đi lên núi Xuân Vân các bạn, lên trên tượng Đức Mẹ, Đức Chúa. Đây cái bãi giữ xe, đi đường đây là đường tắt. Còn vào trong Trại Phong Duy Hòa thì cái cổng sau của Trại Phong là có đường đi lên. Từ cái cổng sau đi lên thẳng luôn. Thì cái đó hơi xa, còn ở đây mình đi tắt là lên tới chặng thứ 9 rồi mà. Nói chung là khoảng 2/3 của cái đoạn dốc rồi. Nếu mình đi tắt đường đây đó, bây giờ mình đi xuống dốc Quy Hòa. Đây là lên đèo Quy Hòa. Từ trong Trại Phong đi ra, bây giờ mình xuống đèo Quy Hòa. Cái đoạn đây tiếp giáp với quốc lộ 1D. Đây xuống đèo. Rồi sẵn các bạn xem hình ảnh mới cái đoạn này luôn. Hôm trước mình quay rồi, nhưng mà bây giờ quay thêm. Rồi mình sẽ lên dốc Mộng Công các bạn. Đó, mình chạy ba cái đèo dốc đây. Dốc Quy Hòa, đèo Quy Hòa, dốc Mộng Công. Rồi mộ Hàng Mật Tử. Đó là nói chung một cái quần thể phục vụ du lịch. Người nào mà đi dốc Quy Hòa cũng được, rồi đi đèo Quy Hòa cũng được, cũng tới được cái chỗ cổng khu du lịch, rồi lên dốc Mộng Cầm thăm ghé thăm mộ Hàng Mật Tử. Đoạn đây mai mốt rộng các bạn, làm cải tạo lên rộng. Bữa nay có làm thêm được mét nào chưa? Hôm trước cũng thấy tới đây, giờ lên lên được đoạn chắc khoảng 40-50 mét. Thì rồi người ta tranh thủ làm luôn, trưa còn làm luôn. Ở dưới đây thì xe múc, họ chưa múc. Cái đoạn đây vẫn còn cây cối rậm rạp, người ta chưa phát quang. Cái đoạn dưới đây có rồi nè, dưới đây người ta đổ sẵn cái nền xi măng dưới này. Người ta tránh qua một đoạn, đoạn này dưới đây người ta làm tiếp. Rồi bây giờ người ta vẫn làm. Còn cuối dốc là có một cái đoạn người ta đã làm rồi các bạn, làm lâu rồi, do cái đoạn đó trước đây nó bị sạt lở sao đó, người ta làm trước rồi. Đây là cái phía đường Lê Công Miễn. Phía đường Lê Công Miễn này họ cũng đang cải tạo cái bờ kè và người ta chỉnh trang lại cái phần trước của cái khu du lịch luôn nè. Đây, phía trước khu du lịch đây họ cũng làm lại luôn. Đây, chắc cái làm cái bãi đậu xe. Chắc cái làm một cái bãi đậu xe chỗ đây á, hợp lý. Bây giờ mình chạy vô dốc Mộng Cầm các bạn, đi lên dốc Mộng Cầm. Đây, dốc Mộng Cầm. Trước khi mà có khu du lịch này thì cái dốc này là bằng đất các bạn, chứ không phải là bê tông như bây giờ đâu. Và nói chung nó lởm chởm lắm, đi lên khó lắm. Dù trước đây leo lên cái dốc này là cũng hết hơi mà, gọi là dốc Mộng Cầm này. Đây mình đứng ngay đầu dốc mà. Đây nè, gành ráng nè, bảng di tích. Và bên đây là mộ Hàng Mật Tử mà.
Cái đây thì các bạn biết rồi. Đó. Thì hôm nay mình đi lòng vòng là dốc Quy Hòa, đèo Quy Hòa và dốc Mộng Cầm để các bạn tham quan một cái quần thể về du lịch. Cái đèo Quy Hòa kia là đi vào Trại Phong. Đó, còn dốc Quy Hòa là quốc lộ 1D, còn dốc Mộng Cầm là cái đoạn từ cổng đi lên mộ Hàng Mật Tử các bạn. Đó. Thì ở trong Trại Phong cũng có mộ Hàng Mật Tử, nhưng mà ở đây là mộ đã cải táng mà, người ta cải táng rồi đã đưa mộ Hàng Mật Tử ra phía ngoài đây, ngoài cái đồi gọi là đồi thi nhân đây luôn.